Hi, chào anh em và chị ở lớp, mình là Tờ Lũ Anh Chỉ Tám. Rất vui quay trở lại bạn trong video bán á, tập số 495. Nó thể gọi là một siêu phẩm ở server mới dành cho các anh em. Server 75 là một server mới mở được cách đây chưa được 4 tháng, tầm khoảng 3 tháng. Nhưng mà những người chơi server 75 đã kiếm bot và gọi là cực kỳ thích thú với những vòng đua bot cực kỳ ngon bổ rẻ do được chơi vần sinh nhật kèm theo. Nổi trội nhất trong đó chính là võ sĩ Xion với khả năng ung thư cực hạn thời điểm hiện tại. Bạn ý mặc dù về 5 sao đã chơi ở 2 hồn vũ khí, và các bạn thấy rõ ràng là do nó quá rẻ ở trong cái đợt event sinh nhật đúng không các bạn? Thành ra là bạn ấy chơi 2 hồn vũ khí luôn để lăng S-Max. Độ bá đạo của S-Max Xion như thế nào thì các bạn để xem trên highlight kênh của mình thì mình không cần phải chứng minh thêm. Thôi chờ mảnh vạn năng thôi. Đấy, thì để kiếm mảnh vạn năng thì các bạn mình khuyên là nên nạp gói Battle Pass này, à này mới VIP 6 thôi mà các bạn nhìn thấy chơi gọi là rất là ghê gớm đúng không? Đấy, server mới chơi với kinh nghiệm. Đấy, chuẩn mực hơn. Hết cả Battle Pass chịu tức anh em nào mua thì phải nạp thêm vào thì mảnh vạn năng nó mới lên nhanh, không phải nó lên hơi chậm. Hiện nay thì đã có Athena nhưng chưa có hồn vũ khí. Kim cương hiện tại cũng còn lên tới 68 ác kim cương. Có hạt nhân là Kill Flame rồi. Thế thì team này định hướng của mình dành cho các anh em mà mua hạc như sau. Đó là sẽ nâng người lên 5 sao, nhị môn, thậm chí là tứ môn. Các bạn có thể lấy hồn vũ khí ngay từ bây giờ cũng được với khoảng 22 ca kim cương. Đấy, thì 68 mà trừ đi 22 thì các bạn vẫn còn tới khoảng 46 ca kim cương. Full mèo chắc chắn các bạn ạ. Đấy, thì các bạn vẫn có thể chơi hồn vũ khí của Athena. Khi đấy thì team sẽ có cái tỷ lệ tung lục chiêu chắc chắn là cao hơn nhiều. Đấy, so với thời điểm hiện tại chưa có môn, chưa có phím thì không quan trọng lắm, mình sẽ chưa thể cân nhắc cả đấy nhá, không trách môn đâu vì chưa cập nhật được từ môn, chưa cập nhật được nhị môn, phải lên đến level 85 thì bắt đầu 84 bắt đầu cập nhật môn các bạn ạ. Mình check top đấu trường của từ check xem vòng đua Athena lần này như nào. Đấy, hạng 1 7.400, hạng 2 7.200, rất ghê gớm, xem vừa mới không các bạn, và hạng 30 cũng là 3.600 3.700. Đấy, rất ghê gớm. Thì bạn nào mình nghe mua hạc thì hạc này thì lấy lên đầu tư cho cái hồn vũ khí cho Athena thế thôi, còn đâu cả cái còn nhiều kim cương lắm. Đấy, chơi lâu dài các bạn, còn đâu các bạn nào mà không có ý định là sử dụng Athena lâu dài thì mình nghĩ rằng có thể bỏ qua hồn vũ khí cũng được, nhưng mình nghĩ là lên chơi Athena. Đấy, con này là cái con hồi máu tốt nhất từ trước đến đây, sau này thì có ai hồi máu tốt hơn nó, mình nghĩ chẳng có ai cả. Đấy, dòng Athena từ chi chất 12 đã nổi tiếng ở khả năng bơm máu rồi. Đây từ chất 15 nó bơm một kỳ khủng khiếp hơn. Đấy. Tứ hồn này sau hai con này là Mizuchi, còn Rap là vị giảm công, mình nghĩ là cũng lên lấy đúng không, nhưng lên lấy vòng 2 cho rẻ, bỏ chít hỏa đi. Đấy, Rap thì nó nhẹ hơn lêu lè, cái là không nhất thiết cần hồn vũ khí, võ sĩ không thừa được rồi. Đấy, các bạn cân nhắc nhá, để mình check cái túi đồ. Chứ nói thật các bạn, xem vừa mới thì còn nhiều thứ phải tính toán, cân bằng là 400 mảnh vạn năng. Như vậy là bạn ấy còn hơi phân vân một tí ở cái con Athena là có lưng to hay không. Đấy, chứ mà lưng Athena 6 sao như thế này thì chắc chắn là kim cương nó sẽ kiếm rất là dễ. Đây là quà kim cương tới từ đấu trường lên server. Hạng 4x sẽ khung giờ 20:09 là một cái hạng mà không đúng với thực lực của arc này. Arc này mình nghĩ chắc chắn rằng có thể vượt qua được cái hạng này. Tất nhiên là với điều kiện là các bạn phải sử dụng kim cương mảnh vạn năng. Đấy, ví dụ như hồn vũ khí, ví dụ cho nên 5 sao, thậm chí 6 sao con này luôn cũng được. Đấy, con này mình nghĩ là được, chơi được lâu dài. Đấy, không hiểu bạn ý, mình nghĩ là đang chắc đang tích để lâng S-Max Xion. Đấy, level 84 một phát các bạn nhá, là lâng được con này S-Max luôn. Mình nghĩ bạn ấy đang dồn con này S-Max. Đấy, mình nghĩ đấy là một cũng đòn khá là thâm hiểm. Ai chứ Xion gánh được team về trạng thái S-Max các bạn ạ, bài phải S-Max nhá. Đấy, chứ lâng như thế này rồi mà không lâng S-Max thì phí hoài nhan sắc. Đấy. Hỏi nhang ở đâu chả biết check thêm cái gì nữa. Bạn nào mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Rất nhiều kim cương, top ổn, xài kim cương thôi. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 1,6 triệu. Bạn nào mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả của video.